Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thính chúng trên đài Bồ Đề Phật Quốc. Hôm nay chúng ta lại có duyên tiếp tục nghiên cứu về tác phẩm Chứng Đạo Ca. Thì hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2022, là kỳ thứ 44 chúng ta nghiên cứu về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Ngài Quyền Giác. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về thi ca số 42 với cái tựa đề là cái thấy của người chứng đạo vui bằng cái vui của chính mình. Thì kính thưa thính chúng, là gần như từ đầu của tác phẩm đến bây giờ thì đa số là Ngài Quyền Giác Thiền Sư chỉ cho chúng ta nhiều cái phương pháp, nhiều cái giáo lý, để gọi là giáo lý thượng thừa, những cái loại kinh điển mà kinh liễu nghĩa thượng thừa. Thì hôm nay Ngài sẽ cho chúng ta biết cái trạng thái khi chúng ta thực hành, hay là khi chúng ta áp dụng, chúng ta tu tập những cái giáo lý đó, thì cái trạng thái hay là cái tâm trạng hay là kết quả của cái người mà hành trì đúng cái những cái giáo lý của Phật và như là những cái thi ca này á, thì chúng ta có những cái trạng thái, cái biểu hiện, cái kết quả hay là nó là cái hạnh phúc như thế nào. Thì ngày mà đó là cái thấy của người chứng đạo bằng cái vui của chính mình. Thì chúng ta sẽ đi vào phân tích cái phần phiên âm là chiên đàn lâm vô tạp thọ úc mặc sưu tầm sư tử trụ cảnh tỉnh lâm nhàn độc tự du tẩu phú phi cầm giai viễn khứ. Thì được Ngài Như Quyển Thiền Sư dịch đó là: rừng cây quý thuần chiên đàn không tạp, sư tử vương một mình trụ chốn thâm mưu, cảnh sơn lâm tịch mịch tự ngà nhàn du, loài cầm thú tầm thường đều cao bay xa chạy. Thì đó là cái tác phẩm 42 nói về cái vui của chính mình, của những người chứng đạo. Thì nó đại ý nghĩa là Ngài sẽ cho chúng ta hiểu như thế nào cái hạnh phúc của thế gian và cái hạnh phúc trong đạo Phật mà gọi là cái niết bàn, cái giải thoát, nó có khác nhau hay không. Cái hạnh phúc hay là cái niết bàn trong nhà Phật nó có hơn những cái hạnh phúc ngoài thế gian hay không, và cái điều kiện để có cái hạnh phúc gọi là niết bàn thì những cái điều kiện như thế nào. Thì đây chúng ta đi phân tích cái tổng quát cái tác phẩm trước, rồi sau đó chúng ta sẽ đi phân tích từng cái ý chung. Rừng cây quý thuần chiên đàn không tạp, thì nói đến cây quý thuần chiên đàn thì chúng ta thấy rằng là khi mà nguyên một cái khu rừng là toàn là gỗ chiên đàn không á, thì tất nhiên chúng ta đi vào trong đó thì chúng ta sẽ được thọ hưởng nhiều cái mùi thơm từ cái cây chiên đàn này. Và bên cạnh đó, như là nếu mà chúng ta đi vào những cái khu rừng mà nó có những cái cây mà nó không được thơm á, thì chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Như ở Việt Nam chúng ta hay có cái cây mà gọi là cây bán hạ hay là cây trôm. Ở bên Mỹ thì chúng ta thường thường là cái mùa hè ở Cali là nó có cái cây gì mà cái màu nó tím tím, mà gần như là cái mùi của cái hoa đó nó rất là khai. Thì trong cái, nếu mà chúng ta đi vào trong một cái khu rừng, một khu vườn mà đầy những cái hoa thơm á, thì nó sẽ có ảnh hưởng đến chúng ta, nó làm chúng ta thơm lây từ cái
nó ảnh hưởng tới cái quần cái áo đẹp như thế nào, nó mùi thơm như thế nào. Và bên cạnh đó, nếu mà chúng ta đi vào những cái khu rừng mà toàn là những cái cây như gì là cây trôm hay là cây bán hạ hay là những cái cây mà nó cây bông tím của Mỹ ở đây đó, thì chúng ta sẽ không được nghe những mùi thơm và chúng ta sẽ nghe những cái mùi nó rất là hôi. Thì đó là cái đại ý, cái câu đầu tiên là rừng cây quý thường chiên đàn không tạp, sư tử vương một mình trụ chốn thâm mưu. Đây là một cái trạng thái của một cái vị mà gọi là chứng đạo, liễu đạo, là được diễn tả giống như là sư tử. Thì khi mà quý vị biết trong rừng mà một cái nơi nào mà sư tử nó ở đó, thì gần như những con thú nhỏ, những con thú như con dê, con heo, con trâu, con bò, con ngựa gần như nó không dám bén tới. Thì nói là sư tử vương một mình trụ chốn thâm mưu, thì cái hình ảnh lấy con sư tử và thống lĩnh gần như những nơi nào mà con sư tử đến thì những con thú nhỏ sẽ không dám đến. Thì đại ý cái này ngài diễn tả đó, một vị ở trong nhà Phật mà với cái giáo lý liễu nghĩa thượng thừa hay là cái tư tưởng Phật thừa là tu theo cái trình độ cái giáo lý này đó, gần được coi như là sư tử vương. Mà khi mà đạt đến cái gọi là cái giáo lý mà liễu nghĩa thượng thừa đó, gần như cái trạng thái những người này chúng ta nhìn nó gần như là cô đơn. Nếu mà ở ngoài chúng ta nhìn những vị này gần như cô đơn, nhưng mà bản thân những vị này sống trong niết bàn, trong giải thoát, trong an lạc. Tại làm sao? Tại vì chúng ta sống trên cái cuộc đời này đó, chúng ta nhìn Đức Phật nói là chúng ta bị đảo điên, điên đảo, là chúng ta hiểu sai cái bản chất của sự cuộc đời. Có nghĩa là cái cuộc đời này nó vô thường mà lại chúng ta coi nó là thường. Cái cuộc đời này nó bất tịnh, nó khổ đau mà lại chúng ta cho nó là tịnh. Cái cuộc đời này nó vô ngã mà lại chúng ta cho nó là ngã, nó trường tồn. Thì từ cái chỗ đó chúng ta bám, chúng ta miếu vào nó, chúng ta đau khổ vì nó. Còn những vị ở đây mà gọi là liễu nghĩa thượng thừa hay là trụ cột của Phật pháp á, mà đạt đến cái cảnh giới hay là cái trình độ kinh điển mà liễu nghĩa thượng thừa, thì các ngài nhìn cái cuộc đời này, vạn vật trên đời này, cái thử thành trụ hoại không, rồi sanh lão bệnh diệt, thì gần như ngài không có còn cái đam mê gì trong cái cuộc sống này cả. Tại vì chúng ta đam mê, chúng ta thích, tại chúng ta không thấy được cái bản thể của nó. Chúng ta cứ nhìn nó làm bởi một cái sự hấp dẫn, rồi chúng ta nhảy vào trong đó, chúng ta khổ đau. Còn các vị mà với cái giáo lý liễu nghĩa thượng thừa này đó, nhìn với cái vạn vật trên đời này, do mọi vật đều do nhân duyên trùng trùng sanh và trùng trùng và diệt. Thì khi mà với một cái nhận thức, cái hiểu biết như vậy đó, không đam mê một cái gì trên cuộc đời này nữa, thì gọi là sư tử vương một mình trụ chốn tâm, chốn là thâm u, thích những nơi gọi là vắng vẻ để mà gọi là thiền định tư duy, có cuộc sống rất là an lạc trong thân tâm. Thì cái trạng thái, cái biểu hiện của một người mà khi mà tu có liễu nghĩa thượng thừa, thì gần như chúng ta ở ngoài chúng ta thấy gần như là cô đơn, nhưng mà với cái nhận, cái hiểu biết và cái tu tập của ngài thì lúc nào các ngài cũng sống trong cái hạnh phúc cả. Cảnh sơn lâm tịch mịch tự nhàn du, đây là một cái trạng thái cho chúng ta thấy là những người có liễu nghĩa, có hiểu đạo hay không hiểu đạo, chúng ta có kết quả trong quá trình tu tập hay không. Thì từ những cái câu này, cảnh sơn lâm tịch mịch tự nhàn du, thật sự những cái người mà Phật tử mà không có, những người ngoài đời mà chưa biết đạo á, mà chưa biết tu á, gần như những cái nơi mà vắng vẻ, những cái nơi mà gọi là tịch tịnh nhàn du này,
người ta đến gần như người ta cảm giác giống như là cô đơn, rất là buồn, rất là có nghĩa là không có gì vui, người ta không thích. Nhưng mà đối ngược lại, đối với những người mà liễu đạo, những vị mà tu đạt đến cái cảnh giới liễu nghĩa thường thừa rồi á, thì những cái nơi này có nghĩa là cảnh sơn lâm tịch mịch tự nhàn du, thì những nơi này là các ngài là thích. Đây là một cái biểu hiện, cái nhận thức cho chúng ta thấy là chúng ta có hiểu đạo bao nhiêu. Cái này chúng ta để ý, nếu chúng ta đi cái người mà cái tâm mà nó tịnh á, nó an lạc rồi á, nó không có bị phiền não, không có khổ đau á, chúng ta đi tới bất cứ chỗ nào, chúng ta nhìn những gọi là cỏ dại, hoa rừng bình thường thôi, mà chúng ta thấy nó đẹp cực kỳ, nó hạnh phúc cực kỳ. Đơn giản, rất là đơn giản, những cái bông hoa nhỏ xíu mà nó mọc ở giữa sa mạc, giữa những cái cánh đồng, hay là những cái bông, một hai cái bông nhỏ mà nó mọc ở một cái rừng cây nào đó. Cái người mà cái tâm nó tịnh, nó an lạc rồi, nhìn những cái đó nó đẹp cực kỳ, rất là hạnh phúc. Thì đó là chứng tỏ là có người liễu đạo, có người ngộ đạo hay không là chỗ này. Còn ngược lại mà chúng ta nhìn những vật, những cây kiển, mà những cái cây kiển có nghĩa là triệu này qua triệu kia, hay là tỷ này qua tỷ nọ, hay là những cái cây kiển được làm, những cái bonsai được trang trí, được cắt gọt, nó đẹp, nó công phu như vậy mà chúng ta nhìn mới thấy đẹp á, thì gần như chỉ còn xa đạo Phật dữ lắm. Cái đẹp đó là không phải cái đẹp sự thật, mà cái đẹp đó do con người chúng ta cải tạo, chúng ta thay đổi nó. Và những cái chưa cái người mà cái tâm mà nó không thanh tịnh, nó nhìn những cái đó chưa chắc gì an lạc. Thì ở đây rất là dễ, cái này để cho chúng ta thấy rằng là chúng ta tu tập cái tâm chúng ta nó có an lạc hay không, chúng ta có ở trong niết bàn hay không. Chỗ này chúng ta nhìn những người mà gọi là những ngôi sao, những người có trình độ, những người có địa vị, đi những chiếc xe hơi láng bóng, trên xe là toàn là máy lạnh, nó phà phà phà. Nhưng mà với một cái người tu mà có nhận thức tu tập á, thì những người đó rất là khổ đau. Dù là máy lạnh đang phà ra nó rất là nhiều, nó rất là lạnh, nhưng mà trong lòng những người lúc nào nó cũng nóng hổi hết. Nó lo hết chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, nó làm cái tâm thức chúng ta không sống trong được trong cái bình yên. Chứ bị đừng nghĩ rằng là đừng nhìn ở ngoài người ta bận một bộ đồ đẹp, người ta đi một chiếc xe đẹp, hay là người ta một cái địa vị này kia nọ là người ta hạnh phúc đâu. Cái đó là cái sai lầm lớn. Mà cái hạnh phúc ở đây á, là dù chúng ta có ở cái địa vị nào, chúng ta không có chức vụ nào cả, không có gì hết, nhưng mà trong thân tâm chúng ta nó vắng tất cả những cái thứ phiền não, thì đó gọi là chúng ta đang sống trong cái niết bàn. Chúng ta gọi là đang thực hiện những cái lời, chúng ta đang uống những cái, có nghĩa là những cái pháp vị từ Đức Phật. Thì đó gọi là nó tới cái trạng thái, cái nơi mà yên tĩnh, những cái nơi hoang vu. Đối với người đời mà không học đạo á, thì rất là chán, không thích. Nhưng mà những vị mà tu tập về nội tâm mà sâu á, thì những nơi này là cái nơi các ngài rất là thích. Thì cái này chúng ta cũng coi lại, cái này cũng là để cho chúng ta thấy là chúng ta có gần đạo Phật hay không. Nếu chúng ta đi một cái nơi nào mà chúng ta nhìn được những cái bông hoa dại, những cỏ, những cái thiên nhiên rất là tự nhiên mà chúng ta thấy vui, là chúng ta có gần, rất gần của Phật Pháp. Còn nếu mà chúng ta nhìn những cái đó mà chúng ta không thấy cái gì vui hết, là một cực khổ á, thì chúng ta còn xa lắm. Chúng ta còn ở đâu ngoài lông á, ngoài lông của con sư tử. Chúng ta còn ở đâu ngoài cửa trong của đạo Phật. Chưa đi vào bên sân được đâu quý vị. Vậy đó là cái một cái trạng thái mà để đánh giá chúng ta liễu đạo, chúng ta
tu tập nó như thế nào. Câu thứ tư á, loài cầm thú tầm thường đều cao bay chả, xa chạy hết. Thì tất nhiên những cái nơi đó thì những người mà không có tu tập nội tâm tốt á, thì gần như những nơi đó là cực khổ, người ta không thích, người ta sẽ bỏ đi. Và những cái nơi mà thâm u này đối với loài cầm thú á, thì những nơi này là sư tử là thích. Mà nơi mà sư tử có mặt thì những con như con dê, con trâu, con bò sẽ không bao giờ dám bán chân tới đây. Nên ở trong giáo lý nhà Phật dùng cái từ có nghĩa là tiếng chánh pháp là tiếng gầm của sư tử. Có nghĩa là diễn tả những cái lời của Đức Phật giống như là những tiếng gầm của sư tử. Thì những cái câu gọi là câu thi ca này cho chúng ta gọi là cái tiếng gầm của sư tử. Tại sao? Có những cái giáo lý mà từ đầu những bài kệ đến học đến giờ chúng ta học, chúng ta nghe rất là thích. Nhưng mà đối với những người khác, những người mà từ cái trình độ, cái căn cơ mà nhân thừa, thiên thừa hay là thinh văn thừa sẽ không chịu nổi những cái giáo lý này. Không chịu nổi những cái giáo lý này thì rõ ràng là những cái giáo lý này nó tượng trưng giống là tiếng gầm của sư tử. Bách thú nghe như xé óc. Nghe chịu không nổi. Tại vì cái nhận thức, cái hiểu biết, cái trình độ là căn cơ nó thấp, người ta nghe những cái giáo lý thượng thừa người ta nghe không nổi. Thì đó là cái đại ý, cái tổng quát về cái thi ca số 42. Thì ông già chúng ta sẽ đi phân tích về cái trạng thái mà chúng ta tu tập, mà chúng ta đạt được á, gọi là giải thoát hay là niết bàn, thì nó có khác gì cái hạnh phúc ngoài xã hội hay không. Thì xin thưa quý vị, cái hạnh phúc ngoài xã hội á, gần như nó có hạnh phúc, chứ không phải nói là ở ở trên cuộc đời này không có hạnh phúc, không có cái gọi là hạnh phúc hay là cái vui sướng. Có, nhưng mà phải nói là cái hạnh phúc, cái vui sướng đó là tạm bợ. Thì bây giờ quý vị suy nghĩ coi, trên cái cuộc đời này những cái cuộc vui nào á, giống như ăn chơi hay là chúng ta dự tiệc, hay là chúng ta thành công trong công việc, hay là chúng ta thành tựu nhiều cái gì đi nữa, chúng ta ăn nhậu hay là những cái buổi tiệc, thì đối với chúng ta người mà không học đạo á, thì người ta cho đó là hạnh phúc. Hay là chúng ta đi nhảy đầm, chúng ta cho nó là hạnh phúc. Tại vì trong quá trình vui chơi như vậy đó, chúng ta hạnh phúc thiệt, chứ không phải là không có. Nhưng mà Đức Phật nói là nó là cái hạnh phúc tạm bợ. Là tại vì cái hạnh phúc này đó, nó chỉ vui trong cái khoảng thời gian chúng ta làm nó mà thôi. Khi chúng ta không còn làm những hành động giống như nhảy nhót, chúng ta nhảy đầm, hay là chúng ta ăn chơi, chúng ta đi gọi là đi du lịch nơi này nơi kia. Khi chúng ta không còn đi làm những việc đó nữa, thì gần như cái vui nó không còn nữa. Đó gọi là tạm bợ, nó là như vậy. Và cái thứ hai cho chúng ta thấy là trong cái vui đó đó, nó có cái mầm mống của khổ đau rất là nhiều. Một cái buổi mà chúng ta đi dạ tiệc hay là chúng ta đi dự một cái buổi lễ nào, chúng ta nào trang trí, chúng ta nào đánh son đánh phấn, chúng ta bận đồ đẹp, chúng ta mang một đôi giày đẹp, có nghĩa là chúng ta chuẩn bị hoàn toàn là rất là tốt, chúng ta cho là đẹp hết rồi. Chúng ta nghĩ rằng cái buổi lễ đó chúng ta tới dự lễ là rất là hạnh phúc. Nhưng mà cái vị đâu có biết, khi chúng ta đi tới dự một cái buổi lễ, một người bạn hay một người nào đó trên cuộc đời này đâu có ai mà đồng tình với nhau hết, một kiểu một. Thì một người nào đó người ta nói làm cái đầu cái như vậy nó không đẹp, làm tóc như vậy không đẹp, bận cái đôi váy như vậy không đẹp, hay là chúng ta mang cái đôi giày vậy nó không đẹp.
Quý vị thấy không? Chỉ cần trong cái buổi tiệc mà chúng ta cho là nó hạnh phúc, nó vui vẻ đó, nó có cái mầm mống của khổ đau rất là nhiều. Nó khổ đau ngay lập tức khi chúng ta đón nhận từ những cái lời chỉ trích, những cái lời mà gọi là phân tích. Rồi chúng ta chẳng những khổ từ đó mà chúng ta mang nó về nhà, rồi chúng ta mang không biết bao lâu chúng ta mới bỏ nó được. Chứ vì thấy chưa? Nếu là chúng ta có người có học đạo đó, chúng ta phân tích thấy cái này rất là rõ. Một cái buổi lễ, một cái dạ tiệc hay là một cái buổi vui chơi là gần như người đời ai cũng nói là hạnh phúc cả. Nhưng mà rõ ràng hạnh phúc nó tạm bợ. Mà trong cái hạnh phúc nó chứa đầy cái mầm mống khổ đau trong đó hết. Quý vị coi lại đi. Trên cuộc đời này quý vị gọi hạnh phúc nhất là cái gì? Còn cái gì nữa hay không? Chỉ bị co lại trong cái mà chúng ta cho nó là hạnh phúc đó, thì trong của nó đó nó chứa đầy những cái mầm mống khổ đau trong đó, nó không có kéo dài được. Thì như vậy đó, cái hạnh phúc thế gian nó gọi là phúc tạm bợ, hạnh phúc ngắn ngủi. Vậy á, thì cái hạnh phúc của nhà Phật á, gọi là cái niết bàn, cái giải thoát, nó có hơn gì hay không? Mà chúng ta học đạo ở đây, chúng ta đang nghiên cứu về cái thi ca, là chúng ta từ bữa nay chúng ta học nhiều phương pháp tu tập rồi, chúng ta coi thử chúng ta có được cái trạng thái này hay không. Và cái hạnh phúc gọi là giải thoát hay là niết bàn trong nhà Phật được gọi là vĩnh viễn hay là nó cũng tạm bợ như ngoài đời. Xin thưa quý vị á, là cái hạnh phúc trong đạo, cái hạnh phúc gọi là niết bàn này là cái hạnh phúc vĩnh viễn, không phải là tạm bợ. Thấy thì cái hạnh phúc này ở đâu nó có quý vị? Cái hạnh phúc này muốn có niết bàn giải thoát á, hay là hạnh phúc trong chùa á, trong đạo á, quý vị phải đoạn trừ kiến hoặc, có nghĩa là ngũ động sở và ngũ lợi sử, có nghĩa là tất cả những cái thứ phiền não tham sân si muộn mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, có nghĩa là những cái tâm mà nó làm cho chúng ta khổ đau á, chúng ta tu tập, chúng ta sửa, chúng ta bỏ nó hết đi. Thì chúng ta tu tập có phương pháp nào không biết, nhưng mà chúng ta loại bỏ tất cả những cái tánh hư tật xấu của chúng ta, những cái thứ buồn man mác hay là phẫn hận phú não tật sang gì đó, là những cái trạng thái của tâm thức. Mà chúng ta tu đúng cái đường lối Đức Phật thì chúng ta sẽ bỏ được hết cái này. Mà khi chúng ta bỏ hết những cái trạng thái của cái này rồi á, những cái thứ phiền não này đó, nó là cái nhân, nó sẽ đưa chúng ta đến đau khổ. Mà khi chúng ta đã loại hết cái này rồi á, thì chúng ta sẽ sống ở trong cái gì? Sống ở trong gọi là cái Phật tánh của chúng ta. Mà cái Phật tánh nó biểu hiện gì? Từ bi hỷ xả. Trong cái trạng thái cái tâm thức không vắng bận tất cả cái phiền não, chỉ còn lại cái Phật tánh của chúng ta mà thôi, mà gọi là sống với cái chánh tâm chúng ta. Chúng ta loại bỏ tất cả các phiền não là một. Thứ hai gọi là chúng ta loại bỏ tất cả những cái tâm, cái vọng tâm. Cái vọng tâm có nghĩa là chúng ta có phiền não tham sân si, đó là vọng tâm. Cái này là quý vị để ý nè. Quý vị nhớ là Đức Phật nói là những cái bài kinh nào Đức Phật nói á, thì gần như là Đức Phật nói là những cái gì mà Đức Phật làm được, chúng sanh làm được thì Đức Phật mới nói. Thì cái chuyện tham sân si mừng giận bực bội này kia nọ, cái này chúng ta bỏ được, Đức Phật bỏ được thì chúng ta phải bỏ được. Cái người tu hành của chúng ta, cái gọi là cái bổn phận, cái trách nhiệm và hay là cái chính của người tu á, là phải loại trừ cái này. Nếu mà chúng ta tu hành một ngày 8 thời thiền định, 9 thời tụng kinh, hay là 10 thời niệm chú, một hay là chúng ta niệm Phật, một ngày chúng ta tu nhiều thời nhưng mà không đá động gì tham sân si,
không đá động về những loại bỏ phiền não á, thì coi chừng chúng ta tu không trúng đạo Phật. Tại vì tất cả pháp môn để loại trừ cái phiền não. Chúng ta tu tất cả pháp môn để loại trừ cái phiền não, để nó trở về với Phật tánh chúng ta, là cái tâm chúng ta không giận, không hờn, không buồn, không ganh ghét ai hết. Đó là cái tâm, cái Phật tánh của chúng ta. Chúng ta trở phải nhận thức cho được cái chỗ này. Quý vị ăn chay bao nhiêu không biết, quý vị làm phước bao nhiêu không biết, nhưng mà quý vị không hề đá động tới vấn đề mà loại trừ phiền não á, thì chúng ta tu ở ngoài, ở giống như ngoài lông của con sư tử mà thôi. Chúng ta chẳng qua là ở ngoài sân của đạo Phật mà thôi. Cái cốt lõi đạo Phật là thay đổi, cải tạo cái tâm thức của con người, cải tạo từ cái tà tâm nó thành chánh tâm, cải tạo cái phiền não nó trở thành bồ đề. Cái này, cái cốt lõi đạo Phật là chỗ này. Khi mà cái trạng thái mà quý vị nghĩ đi, cái trạng thái mà chúng ta không còn giận, không hờn, không buồn, không ganh ghét ai hết á, quý vị sống trong cái trạng thái này, quý vị cảm giác như thế nào? Nó rất là hạnh phúc. Thật sự quý vị chưa đoạn trừ được hết, nhưng mà cái hoàn cảnh nó cho quý vị đã nhiều lần sống trong cái cảnh này rồi. Có nghĩa là cái buổi sáng chúng ta mở mắt ra, không chưa ai gọi điện thoại để mà quấy rối chúng ta cả. Hay là chúng ta mở mắt ra, chúng ta nhìn, chúng ta nghe, chúng ta thấy gì cũng chưa có cái nào nó làm cho chúng ta phiền não hết. Thì chúng ta sống trong cái trạng thái, cái tâm thức Phật tánh, nó rất là an lạc, nó rất là hạnh phúc. Nhưng mà chỉ có một trong chánh niệm, có chúng ta mất chánh niệm, hay là có một cái cuộc điện thoại, hay là ai nói gì đó, hay là con cái gì nó làm sao chúng ta mất cái niết bàn để đi, chúng ta mất sống với cái chánh tâm của chúng ta phiền não, chúng ta bực bội, chúng ta bất an. Đó, quý vị thấy chưa? Cái niết bàn của nhà Phật được gọi là vĩnh viễn, có nghĩa là chúng ta đoạn trừ tất cả các phiền não rồi. Chúng ta sống không còn phiền não nữa thì rõ ràng nó an lạc, nó vĩnh viễn rồi. Cái này rõ ràng thôi. Gọi là giải thoát hay là niết bàn của đạo Phật là nó nằm ở chỗ này. Nó vĩnh viễn. Nó là cái Phật tánh trong con người chúng ta. Lúc nào chúng ta cũng có cái lòng từ. Mà cái lòng từ của chúng ta đó, cái người phàm chúng ta là nó có điều kiện hết, nó ngắn, nó giống như cái lòng từ mà giống như là cái bóng đèn nhỏ mà so với cái mặt trăng vậy đó. Cái mặt trăng đây ví như cái lòng từ của Đức Phật. Lòng từ chúng ta là cho ban, mà những người thân chúng ta mới cho. Rồi giỏi lắm là người hàng xóm, rồi cao hơn nữa là người đất nước, cùng đất nước. Rồi giỏi hơn nữa là lớn hơn nữa, chúng ta mở lớn hơn nữa là chúng nó cái người châu, cùng cái châu của chúng ta. Chúng ta cái lòng từ bi hỷ xả chúng ta nó rất là nhỏ. Quý vị có thấy cái bài kinh nào Đức Phật nói, Đức Phật nói cái bài kinh này chỉ dành cho người Ấn Độ hay không? Không hề có. Quý vị cũng chưa nói nghe Đức Phật nói là cái lòng từ này Đức Phật chỉ dành cho người Ấn Độ không? Không hề có. Quý vị thấy chưa? Cái lòng từ của chúng ta nó quá nhỏ. Lòng từ của chúng ta nó có điều kiện, lòng bi chúng ta nó có điều kiện, lòng hỷ chúng ta nó có điều kiện. Vui mà vui những cái gì mà chúng ta thành đạt, vui những cái gì mà của con cái chúng ta thành đạt, rồi lớn hơn nữa vui những gì của hàng xóm chúng ta thành đạt, dòng họ chúng ta, rồi lớn hơn nữa là gọi là vui á, là do đất nước chúng ta giống như đá banh chúng ta thắng. Còn cái châu khác người ta đá với nhau, người ta thắng chúng ta có vui hay không? Hề, không hề. Cái lòng hỷ chúng ta, cái lòng có nghĩa là vui vẻ đó của chúng ta nó cũng có điều kiện. Còn cái lòng bi hỷ xả của Đức Phật, nó là
nó không có điều kiện, nó không có không gian và thời gian nhỏ nhọn nào cả. Đó, từ cái chỗ đó chúng ta mới thấy rằng cái lòng, cái Phật tánh hay là cái tâm chúng ta đó nó bao la, nó rộng lớn gì lắm quý vị. Mà bất cứ một người học đạo nào phải vươn, phải tìm tới cái chỗ này, trở về với Phật tánh của chúng ta. Ừ. Thì quý vị nhận thấy gọi là trạng thái khi mà chúng ta muốn được gọi là niết bàn giải thoát, hay là cái gọi là cái hạnh phúc vĩnh viễn á, là cái điều kiện là chúng ta cần phải đoạn trừ tất cả phiền não. Những cái mà người ta ở ngoài đời người ta hạnh phúc á, tạm bợ là những cái điều, những cái hạnh phúc đó có điều kiện. Phải có buổi tiệc như vậy người ta mới vui. Phải có đông người người ta mới vui. Còn cái hạnh phúc hay là cái giải thoát của Đạo Phật không có điều kiện. Không có điều kiện, không ai tổ chức. Hay là số đông hay như thế nào. Mà cái vui của cái người gọi là trong Đạo Phật á, là nó vắng bặt tất cả cái phiền não rồi, nó còn lại cái tâm của chúng ta, cái đó mới gọi là vĩnh viễn. Cho chúng ta thấy là chúng ta đến với Đạo Phật, chúng ta muốn được cái hạnh phúc vĩnh viễn thì gọi là hạnh phúc an lạc lâu bền á, thì chúng ta phải sống được với cái này. Mà cái này ở đâu có quý vị? Không phải là ở trên một cái thế giới cực lạc hay là một cái thế giới tịnh độ. Cái đó là cái cách mà Đức Phật hay là các vị tổ sử dụng, có nghĩa là cái phương tiện để cho chúng ta, có nghĩa là nghe ở thế giới Niết Bàn hay là tịnh độ hay là cực lạc, chúng ta cứ tưởng tượng là một cái thế giới đó là nó rất là yên tĩnh, nó rất là hạnh phúc, hoàn toàn là Phật Bồ Tát không. Như lần trước chúng ta đã học rồi đó, thế giới này là bất chân, đất là bất chân, bất nhị. Chỗ nào dù cái thế giới đó cực lạc hay ta bà đi nữa thì nó cũng phải sản xuất từng là đất thôi. Mà khi cái tâm thức mà chúng ta mà đoạn trừ tất cả các phiền não rồi á, chúng ta sống tại cái niết bàn này này, tại cái cực lạc, tại cái ta bà này này, chúng ta sẽ không còn bị phiền não chi phối nữa. Chúng ta sống trong niết bàn, chúng ta sống trong an lạc. Minh chứng qua Đức Phật Thích Ca, minh chứng qua các vị A-la-hán cùng thời với Đức Phật, hay là các vị tổ sau Đức Phật. Rõ ràng quý vị thấy không? Ngay cái thế giới ta bà này, đối với các vị đó, Phật hay là các vị A-la-hán hay là các vị tổ, thì cái thế giới ta bà chúng ta cho nó là địa ngục á, thì đối với các ngài nó là niết bàn. Ở đây nhà sư nói không có một cái thế giới cực lạc, tịnh độ ha, là thế giới niết bàn đó. Không phải là bản thân nhà sư là bác bỏ. Nhưng mà khi mà chúng ta cái tâm chúng ta nó không còn phiền não nữa, chúng ta có cần lên trên đó nữa không? Không cần thiết. Cái tâm mà chúng ta nó an lạc rồi, chúng ta đi bất cứ cái chùa nào, chúng ta dự bất cứ cái lễ nào, chúng ta đến chỗ nào chúng ta cũng có được cái niềm vui khi chúng ta đến đó thăm viếng và cha và dự lễ. Và khi trong cái tâm thức chúng ta nó đầy cái phiền não, chúng ta tới dự một cái buổi lễ, dù đó là lễ Phật hay là cái lễ gì mà liên quan tới đạo Phật linh thiêng đó, mà trong tâm thức chúng ta nó bất an rồi, chúng ta nhìn, chúng ta dự cái lễ đó gần như không phải là cái niết bàn. Vậy là khi mà chúng ta cái điều kiện của đạo Phật muốn gì cực lạc hay là muốn gì niết bàn đi nữa, thì cái điều kiện là phải loại trừ tất cả cái phiền não, có nghĩa là cải tạo nó, loại bỏ nó đi. Chúng ta khổ đau là tại vì chúng ta bị cái phiền não này thôi à, mà cái phiền não là do cái tâm của chúng ta, mà cái đó gọi Đức Phật gọi là cái vọng tâm, không phải chánh tâm. Cái đó gọi là bụi chứ không phải là nó là chủ. Khi mà bụi á, thì chúng ta có thể lau chùi, chúng ta bỏ nó được.
Quý vị thấy không? Lúc chúng ta mới sanh ra đó, gần như là ai cũng thương chúng ta cả. Chúng ta rất là dễ thương, không hề có phiền não bực bội là gì cả. Nhưng mà hiểu hiểu tại sao từ cái lúc mà chúng ta biết, từ đó mà chúng ta lớn đến bây giờ là chúng ta sống trong cái xã hội, trong cái hoàn cảnh chúng ta cập nhật những cái xấu chúng ta cứ đem vào trong cơ thể chúng ta không, mà đúng hơn là chúng ta đem vào trong cái tâm chúng ta là chính. Bụi, nó gọi là bụi mà. Trên cái hành trình đi từ nhỏ cho đến lớn là chúng ta bị những cái bụi tham sân si mừng giận thương sợ yêu ghét muốn á, nó chính trong cơ thể chúng ta. Rồi chúng ta cứ nghĩ đó là cái tâm chúng ta, mà không phải. Cái đó là bụi, là cái dơ bên ngoài, thì chúng ta có thể lau chùi bỏ nó được. Một ngày là chúng ta lau chùi, giống như Đức Phật Thích Ca trở về với một người lương thiện, một người không còn giận hờn buồn giận thương sợ yêu ghét muốn nữa, thì giống y như đứa bé hài nhi mới sinh ra sống trong an lạc, trong hạnh phúc rõ ràng. Cho chúng ta thấy ở đây, cho chúng ta thấy là chúng ta học đạo ở đây đó, mà chúng ta học đạo mà để gọi là đợi kiếp sau là một, hay là chúng ta phải chạy về một cái thế giới nào đó, là chúng ta nghe những cái nền giáo lý đó là còn rất là thấp. Như Lục Tổ Huệ Năng nói đó, nói rằng là Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Có nghĩa là nếu mà không ly cái thế gian này mà tìm đạo á, giống như đi tìm sừng thỏ. Con thỏ không hề có sừng, con rùa không hề có lông, mà chúng ta ly cái ta bà này mà chúng ta đi tìm cái đạo Phật á, thì giống như chúng ta đi tìm cái sừng thỏ và lông rùa. Điều đó cho chúng ta thấy là đạo Phật hay là những cái giáo lý tu, cái đạo Phật nó nằm ở trong cái thế giới ta bà này. Nhưng mà có một cái là chúng ta có biết mở mắt ra và chúng ta biết sử dụng nó như thế nào thôi. Cho chúng ta thấy là chúng ta phải có, chúng ta đã từng sống trong cái thế giới, có nghĩa là thế giới Niết Bàn hay là giải thoát của đạo Phật rồi, mà do chúng ta mất chánh niệm. Thứ nhất là chúng ta không nhận diện được nó là cái Phật tánh, nó là cái tâm an lạc, cái hạnh phúc. Rồi chúng ta không biết duy trì nó. Nhiều hồi chúng ta không có ai ghẹo, không ai gì hết, không ai kiếm chuyện với mình, hay là trong quá trình đó mình sao không chưa có sanh cái tâm phiền não. Chúng ta sống trong cái tâm thức rất là an lạc, rất là hạnh phúc. Tại vì quý vị thấy ngoài xã hội á, người ta nói cái hạnh phúc á, nó không vĩnh cửu đã đành rồi, mà trong cái hạnh phúc nó là khổ đau, nó mầm mống khổ đau đã đành rồi. Nhưng mà quý vị thấy những cái hạnh phúc khi nó lên tột đỉnh rồi á, thì nó là rơi xuống. Khi nó rơi xuống, nó sẽ đưa đến cái trạng thái thứ hai là khổ đau. Mà con người ở đời bởi khi mà chúng ta hạnh phúc quá, cực kỳ hạnh phúc á, mà gọi là cực kỳ đi nữa, cái từ này sử dụng hơi gọi là không trúng, là tại vì cái hạnh phúc ngoài đời không thể dùng cái từ là cực kỳ hạnh phúc được. Tại vì trong nó không thể hạnh phúc lâu dài được, nó là tạm bợ mà. Và trong cái hạnh phúc mà chúng ta nhìn cho được, thấy cho được, trong cái hạnh phúc mầm mống khổ đau không, mà chúng ta cái tâm thức chúng ta lúc thì buồn, lúc thì giận, lúc thì hờn, lúc thì vui cũng có, mà vui trong không phải là nó vắng cái phiền não. Rồi lúc có người ta làm cho chúng ta buồn. Một con người sống ở đời với cái tâm thức này ha, bị chao đảo bởi cái này, thì nhìn cuộc đời này không bao giờ hạnh phúc được.
Mà một con người khi mà ta loại trừ tất cả các phiền não, ta để cái tâm bình, không lên không xuống, sống trong chánh niệm, không phiền não hay là khen cũng không giận, khen cũng không mừng, mà chê cũng không buồn. Có nghĩa là bát phong được mắt khen chê vinh nhục. Tám cái trạng thái này nó làm cho cái tâm thức của cái người tu tập mà cái giáo lý liễu nghĩa mà đứng vững được á, thì sống gọi là trong niết bàn, trong giải thoát. Còn gần như trong cái xã hội này, chúng ta bị gọi là bát phong này nó thổi chúng ta không còn một cái gì nữa. Được và mất, khen và chê, chúng ta gần như là điên đảo bởi cái này. Vinh và nhục, thành và bại, gần như tám cái gió nó thổi chúng ta không còn một cái gì cả. Nên chúng ta không sống được trong cái niết bàn được. Mà khi con người đã loại trừ những người tu mà theo đúng đường lối Đức Phật rồi, loại trừ cái danh, cái thành, cái bại, cái khen, cái chê rồi, không quan tâm, thì sống trong cái tâm thức vắng bặt tất cả phiền não thì nó gọi là niết bàn. Thì đây là một cái trạng thái mà chúng ta, những người Phật tử mà có những lúc đã tiếp cận, đã sống với nó rồi, là do chúng ta chưa đoạn thừa phiền não, nhưng mà chưa bị phiền não nó quấy rối thôi. Nhưng mà quý vị muốn được sống với, trường tồn và dài dài với nó, là chúng ta phải tập đoạn trừ hay là loại bỏ tất cả cái phiền não đó đi. Mà cái việc không đoạn trừ hay là chỉnh sửa hay là cải tạo cái tâm của mình á, cho nó bớt những cái thứ phiền não, giận hờn buồn này kia nọ đó, thì cái việc cũng không có đi đâu được cả, cũng không về với Phật được. Quý vị mà có lỡ mà có về trên đó đi nữa thì Phật cũng ổng đi chỗ khác. Hay là về trên đó mà thấy các vị Phật ngồi thiền hết, các vị Bồ Tát ngồi thiền hết mà không có ai nói chuyện với vị hết, tại vì cái tâm quý vị còn mừng giận mà còn thích cái vui, thấy cái thế giới mà Đức Phật các vị Bồ Tát ngồi yên lặng vậy là quý vị là rất là cực hình khổ đau. Cái việc cũng muốn tuột xuống thế giới ta bà thôi, thì nó đó là nó vui. Còn chúng ta nói cái điều kiện mà chúng ta được về với gọi là cái thế giới tịnh độ hay là thế giới niết bàn, thì chúng ta cũng phải đoạn trừ, cải tạo tất cả các phiền não đi. Mà khi chúng ta đoạn trừ, loại trừ tất cả phiền não rồi thì chúng ta sống trong niết bàn. Mà khi chúng ta sống trong cái tâm mà nó vui vẻ, không bị cái phiền não chi phối ấy, thì chúng ta có cần đi đâu không? Không hề. Ngay thế giới ta bà ở đây mà chúng ta lại rất là vui vẻ, như nãy bản thân nhà sư đã ví dụ quý vị rồi đó. Thì đó cho chúng ta thấy á, là những cái trạng thái chúng ta được sống với cái hạnh phúc, mà gọi là sống với chính mình á, cái tựa đề đầu tiên á, cái vui bằng cái vui của chính mình, chúng ta từng sống rồi. Mà cái đó gọi là niết bàn. Tất cả những người tu theo đạo Phật, dù đó là người xuất gia hay tại gia, muốn được gọi là cái niết bàn, cái giải thoát á, thì phải đạt đến cái chỗ này. Mà đạt đến này thì cũng không khó, chỉ có một cái là loại trừ tất cả các phiền não là chúng ta có được cái đó thôi, rất là dễ. Nhưng mà có một cái là cái những cái thứ phiền não chúng ta bỏ đi thì ít, mà chúng ta lấy lại thì nhiều. Chỉ có một cái sai lầm chúng ta từ chỗ đó thôi. Chúng ta vẫn biết là bỏ bớt cái sân đi chúng ta hạnh phúc á. Chúng ta vẫn biết là cái sân không hề đưa đến cái hạnh phúc nào cả. Nhưng mà bỏ thì chúng ta không chịu bỏ. Nhớ là bỏ được chứ không phải là không được. Mà có một cái là chúng ta không quyết chí, và chúng ta không có thời gian, hay là chúng ta không cảm nhận được khi mà chúng ta bỏ bớt đi cái sân á, thì chúng ta sẽ hạnh phúc hơn những lúc mà chúng ta sân nhiều. Hay là cái tham, chúng ta bỏ bớt cái tham đi
chúng ta cũng không kịp so sánh đối chiếu để chúng ta thấy rằng là chúng ta bỏ, chúng ta sống trong hạnh phúc. Mà khi con người mà có quán chiếu nhận thức được vấn đề đó thì lúc nào người ta cũng vươn lên, và chúng ta tìm đến cái bỏ bớt loại trừ để chúng ta có được cái hạnh phúc. Cho chúng ta thấy đó là một cái niết bàn mà chúng ta cần phải biết. Thì muốn mà những người Phật tử bên ngoài chúng ta mà muốn có được, sống được trong cái vui mà được gọi là vĩnh viễn này á, hay là cái niết bàn, cái này đó, quý vị tập đóng bớt lục căn lại. Gần như quý vị mở sáu cái cánh cửa này mở tanh bành ra thì quý vị sẽ không bao giờ bình yên được. Cái cơ thể chúng ta đó là nó có sáu cái gọi là cánh cửa sổ: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu cánh cửa này chúng ta đóng bớt lại thì chúng ta mới được bình yên. Quý vị co lại, quý vị tại vì quý vị nổi lần khổ, quý vị la lên thôi. Chứ quý vị không có thời gian, quý vị ngồi lại tư duy thiền định lại coi, chúng ta tìm cái nguyên nhân khổ đau nó từ đâu. Khi chúng ta tìm được cái nguyên nhân nó, cái khổ này nó do cái nhân này, thì chúng ta sẽ quay lại, chúng ta sửa ngay cái nhân thì không còn cái khổ nữa. Cái đạo Phật nó chỉ có dựa trên quy luật nhân quả vậy thôi à. Nhưng mà gần như chúng ta không có, chúng ta mỗi lần gọi là đau cái chân đó là chúng ta la lên thôi. Thì cái cuộc sống ở trên cuộc đời này, quý vị khổ bởi bản thân thay đó là mắt và lỗ tai, quý vị khổ rất là nhiều. Quý vị đóng bớt lại cái chỗ này, quý vị để lục căn nó dính với lục trần, mà nó cộng với cái ý thức trong đó nữa, nó mới sanh chuyện. Chứ quý vị để lục căn nó dính lục trần mà đừng có cho cái ý thức nó tham gia nữa thì không có chuyện gì xảy ra. Ví dụ như quý vị thấy cái người đó đi qua, mọi thứ cái thấy của mình nó thường trực nha, lúc nào nó cũng thấy có hình ảnh đi qua là nó nhận diện được. Nhưng mà bao giờ mà cái ý thức nó tham gia, cái người đó đi qua bằng cái màu đó không đẹp, hay là làm cái đầu tóc đó không đẹp, nó mới sanh ra chuyện. Quý vị co lại đi, gần như chúng ta khổ đau bởi cái này không. Qua cách thấy chúng ta để lục căn nó dính với lục trần là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nó dính lục trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Nó dính một chung lại. Rồi tự nó cộng lại chúng ta có cái bản ngã nữa. Chúng ta nói ủa cái người đó tại làm sao không làm cái đạo kiểu này? Do con mắt chúng ta thấy cái sắc bên ngoài là cái người đó làm cái đầu tóc. Mà cái ý thức nó cộng với cái bản ngã chúng ta. Nó nói tại sao không làm cái màu này mà phải làm màu kia? Rồi không cắt kiểu này mà cắt kiểu kia. Rồi chúng ta đưa ra chúng ta mới khổ đau bởi nó. Chúng ta khổ đau bởi cái thấy chúng ta. Quý vị co lại đi. Chúng ta khổ đau bởi cái này rất là nhiều. Bởi cái thấy rất là nhiều. Đức Phật chúng ta cũng thấy đấy chứ. Các vị A-la-hán chúng ta đâu có mù. Các ngài tu tập đến cái giải quả vị Phật A-la-hán đâu có vị nào mà chọt con mắt cho hư đâu. Vẫn thấy như mọi người mà các ngài để lục căn không để dính với lục trần. Có nghĩa là không để cho cái tâm ý nó quy định là cái người này phải bận cái màu này màu kia. Cái chuyện con mắt cứ thấy người ta đi qua bận cái gì kệ người ta, không quan tâm. Đó là cái thấy của các vị A-la-hán, của các vị Phật đó. Chứ còn không á, là chúng ta nghĩ là chúng ta tu tập cao rồi, chúng ta đạt quả vị Phật A-la-hán rồi, chúng ta vô trong rừng cái chúng ta nhắm mắt riết. Không phải cái vị. Thì chúng ta mới quay lại á, là cái khổ đau là do chúng ta để lục căn nó dính lục trần, nó cộng với cái ý thức, cái bản ngã chúng ta nào. Chúng ta mới quy định tại sao người ta không làm giống như tôi. Nó mới sanh ra cái phiền não. Bây giờ quý vị để lục căn mắt, quý vị nhìn ai, mọi người ai cứ đưa trần cũng thấy hết đi. Người ta bận cái gì kệ người ta làm cái đầu gì kệ người ta mang cái đôi dép gì kệ người ta. Quý vị sẽ không bao giờ khổ đau.
Mà quý vị coi lại đi, mình làm có vừa lòng mọi người hay chưa? Mà sao bắt người khác phải làm cho vừa lòng mình? Chẳng qua là tự mình làm khổ đau mình thôi. Do chúng ta mở cánh cửa thấy nó quá rõ, cánh cửa lớn, cánh cửa mà gọi là nhãn cả, nó dính với sắc trần quá lớn. Và cái thứ hai mà chúng ta bị khổ đau ở cuộc đời này chỉ có hai cái này thôi, là lỗ tai. Chúng ta cần đóng bớt lại, là bớt nghe điện thoại lại. Chúng ta nghe nhiều quá, bản thân ngày xưa nghiên cứu là kỹ, là Đức Phật dễ thành Phật á, là hồi xưa không có điện thoại thôi. Tại vì cái chuyện phiền não người này người kia không có lâu tới lâu lui, không có connect với nhau từ châu này qua châu kia. Có nghĩa là cái loại virus này nó còn ghê gớm hơn là virus COVID-19 nữa. Nó làm khổ đau, nó không giết người, mà nó làm cho chúng ta chết trong đau khổ, chết trong tức tưởi. Nó không thể chết liền. Cái loại virus này đó mới là cái virus ghê gớm. Vậy đó mà chúng ta không sợ nó. Nên chúng ta muốn được cái hạnh phúc, quý vị ngồi tư duy thiền định là đi, cứ coi trong gia đình mà nó đang bị xảy ra cái chuyện gì khổ đau, hay là cái chuyện gì đang xào xáo trong gia đình, quý vị tìm cái nhân của nó, ngồi tư duy thiền định đó. Hai cái người trong gia đình mình bất hòa là tìm cái nhân tại sao, tại từ cái miệng mình hay là từ cái miệng người chồng, từ cái miệng đứa con. Chúng ta phải ngồi thiền định tư duy tìm cái nhân nó từ đâu, thì chúng ta sẽ góp ý với nhau, chúng ta chỉnh sửa. Thì cái gia đình này 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày thì trong gia đình này sẽ không bao giờ xảy ra những cái chuyện mà đau khổ vì cái lý do này cả. Quý vị thấy cái đạo Phật nó thiết thực đến mức độ đó. Rõ ràng cái quả nó xảy ra mà ai trong gia đình, chúng ta ở trong cái gia đình chúng ta nói sao gia đình của con nó không hạnh phúc, nó quá đau khổ, thì cũng chỉ có nghe quá nhiều. Bản thân quý vị nghe quá nhiều, quý vị không hạnh phúc đã đành rồi, mà nghe quá nhiều mà còn lây qua những người thân chúng ta nữa, thì quý vị muốn có được sống trong an lạc niết bàn á, quý vị bớt nghe điện thoại lại, bớt nói chuyện này kia nọ, tập nghe kinh nghe pháp đỡ dữ lắm quý vị. Bản thân ngày xưa tập cái đó rất là đỡ. Nghe kinh không bao giờ chúng ta nghe kinh mà sanh phiền não được hết á. Khi mà chúng ta nghe kinh nhiều, bất cứ lúc nào mở ra, thì bản thân nhà sư á, là gần như 24/24 lúc nào cũng mở cái những bài kinh nghe hết. Nghe được cái nào cứ nghe, thậm chí bằng đêm ngủ vẫn mở, thức dậy là nghe, đỡ rất là nhiều. Khi chúng ta nghe kinh á, là chúng cái tâm chúng ta sẽ không nghĩ phiền não, giận hờn chuyện này kia. Và chúng ta nghe kinh nhiều, nhờ kinh điển Đức Phật hướng dẫn chúng ta nhận thức được cái bản thể của cuộc đời, chúng ta không còn khổ đau bởi cái tiền tài danh lợi nữa. Còn không mà quý vị không tập mà nghe đó, kinh nhiều á, mà quý vị để nghe những cái thị phi danh lợi này kia nọ, là chỉ quý vị có cái khổ đau thôi à. Mà trên cuộc đời này bản thân quý vị mà gia đình quý vị cũng muốn hạnh phúc mà. Rõ ràng quý vị thấy chưa? Cái đạo Phật nó hay đến mức độ đó quý vị thấy chưa? Đức Phật đưa ra cái phương pháp cho chúng ta có được cái hạnh phúc. Mà bây giờ quan trọng là làm hay không là do chúng ta. Thì đây cũng là một cái trạng thái chúng ta có được cái hạnh phúc mà gọi là vĩnh cửu, ngay bản thân quý vị và ngay gia đình quý vị. Tập đóng bớt lục căn lại, mắt tai hai cái này nó chi phối gần như chúng ta điên đảo với cuộc đời. Mà có những người mà nghe hay là thấy mà tự tử luôn, chịu không nổi, quý vị thấy chưa? Chứ đâu phải cái khổ này do ở hoàn cảnh hay thiên tai hay là mưa gió gì đâu. Cái khổ mà gọi là ở ngoài, nó chi phối đến cái cơ thể chúng ta, nó làm chúng ta khổ đau gần như rất là ít, rất là nhỏ.
Mòn cái khổ mà do chúng ta tự hành hạ chúng ta, cái đó nó mới nhiều. Chúng ta thấy Đức Phật, thấy Đức Phật nghe cái sự việc đó, rồi Đức Phật hay là các vị La Hán mới nói cuộc đời này nó vậy vậy thôi, sao không tu đi này kia nọ, rồi thấy cuộc đời nó vô thường nó vậy, rồi nỗ lực tu. Từ cái thấy, cái gọi là cái gia vị, cái thấy là cái gia vị, cái nghe là cái gia vị, thì các ngài chế tạo nó trở thành cái chất bổ. Chất bổ bằng cách nào? Người ta khi mà các ngài nghe cái cuộc đời vô thường nó thay đổi như vậy đó, hay là các ngài thấy, các ngài không có bám víu vào trong cái những cái vật chất cuộc đời, rồi các ngài buông bỏ đi, các ngài được được cái cuộc sống hạnh phúc. Rõ ràng là cái chất liệu này các ngài biến đổi, các ngài thay đổi, các ngài sửa nó lại, nó trở thành cái gọi là cái chất dinh dưỡng, hay là cái chất mà bổ dưỡng để nó nuôi cái cơ thể và cái tâm thức chúng ta. Rõ ràng các ngài từ những cái chất ngoài vũ trụ này, ngoài xã hội này giống như chúng ta. Còn ngược lại thì chúng ta ngược lại Phật, các vị Bồ Tát, chúng ta cũng thấy những hình ảnh đó, chúng ta cũng nghe thấy người này chết, người kia chết, hay là chúng ta nhìn cuộc đời này nó suy sụp, nhà cửa hay là tiền bạc này kia nọ. Chúng ta thấy những hình ảnh đó, chúng ta đêm về rồi chúng ta suy nghĩ. Chúng ta suy nghĩ hướng thiện không suy nghĩ, chúng ta suy nghĩ đến cái hướng ác. Chúng ta nhìn bà A bà B này kia nọ, bà quánh lộn chửi lộn với nhau. Thì nếu mà những bậc trí người ta nhìn sao cái cuộc đời này làm chứ hành động đó, như vậy nó không tốt, ngày bỏ. Nó trở thành cái dinh dưỡng để nuôi cái tâm, cái thức và được an lạc trong cuộc sống. Còn chúng ta cũng nghe, cũng thấy những hình ảnh bà đó, rồi chúng ta đem về, chúng ta chuyển nó thành cái chất kịch độc để nó hại cái thân, cái tâm chúng ta. Cái chuyện bà A, bà B, bà buồn, bà giận, bà đánh lộn với nhau đâu có 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ thôi, bà hết rồi. Chúng ta mang về, chúng ta ngồi suy nghĩ này kia nọ, rồi chúng ta đem nói người này, người kia, người nọ. Quý vị thấy không? Chúng ta từ cái dinh dưỡng, những cái gia vị giống như Đức Phật, ngoài xã hội, ngoài cuộc đời này, mà các ngài biến nó thành cái dinh dưỡng bằng cái thuốc bổ để nuôi thân và tâm có được cái hạnh phúc trong cuộc đời này. Còn chúng ta cũng từ những cái gia vị ở vũ trụ này, ở trong cái xã hội này, trong cuộc đời này, chúng ta đem về biến thành cái chất kịch độc, nó làm cho thân và tâm chúng ta bất an khổ đau. Chỉ vì thấy chưa, cái sai lầm của chúng ta là từ cái chỗ đó thôi. Các ngài đâu có khác gì chúng ta, các ngài thành Phật cũng đâu phải là, hay là thành A-la-hán rồi các ngài chọt con mắt, hay là các ngài như thế nào hơn chúng ta thêm một con mắt nào đâu, hay là các ngài có thần thông bay, hay là những kia nào không có, hay là các ngài không còn ăn, không còn mặc, không còn đi, không còn đứng đâu, vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn đi, vẫn đứng như chúng ta. Mà tại làm sao các ngài được an lạc hạnh phúc là tại vì các ngài loại trừ tất cả các phiền não tham sân si hết rồi á, bây giờ ba cái kia cứ vô đi nữa ngài cũng không quan tâm. Còn bây giờ trong tâm chúng ta còn tham sân si, còn bực bội nhiều quá, cái chuyện đó nó đi vào nữa là nó nhân đôi, nhân đôi, nhân đôi lên, nó làm độc tố, nó tự hại chúng ta thôi. Thì với cái thi ca này đó, là cái thấy của người chứng đạo vui bằng cái vui của chính mình. Có nghĩa là cái chúng ta áp dụng những lời Đức Phật trong cuộc sống, mà đặc biệt là những cái thi ca này, chúng ta có những cái vui mà người khác không thể vui, không biết được. Mà ở trong kinh Di Ma Cật, ngài Di Ma Cật nói là cái giải thoát bất tư nghì. Có nghĩa là vẫn sống như mọi người ở trong cuộc đời này, nhưng mà cái hạnh phúc, cái an lạc, cái niết bàn á, nó cao hơn những người bình thường. Còn cũng sống trên cuộc đời này mà những người mà không áp dụng, không tu tập á,
thì cái khổ đau nó gấp nhiều lần hơn nữa. Thì có nghĩa là giải thoát bất tư nghị, người khác không thể hiểu được. Duy Ma Cật cũng là trưởng giả, vẫn là cái người cư sĩ, người ngoài đời. Nhưng mà những cái khổ đau người ngoài đời, những người cư sĩ gần như ai cũng giống nhau. Mà riêng Duy Ma Cật là những vấn đề đã không hề chi phối đến thân và tâm của Duy Ma Cật được. Thì cái nhận thức như vậy đó thì gọi là cái vui của chính mình. Thì hôm nay với cái thi ca số 42 này á, thì cho chúng ta nhận diện, cho chúng ta thấy đó là chúng ta có được cái đạo Phật, chỉ cho chúng ta thấy được là trong mọi người chúng ta nó có được cái vui của chính mình, mà gọi là cái giải thoát, cái giác ngộ hay là cái niết bàn trong đạo Phật. Mà cái này ai cũng có, ai cũng có thể làm được. Và khi mà chúng ta sống với cái này đó, gọi là cái vui, cái hạnh phúc vĩnh viễn. Còn cái vui, cái hạnh phúc mà đời nó là tạm bợ mà thôi. Thì với cái thi ca số 42 xin gửi đến thính chúng trên Bồ Đề Phật Quốc. Xin mong rằng quý vị qua quá trình nghe rồi xong áp dụng văn, tư và tu. Xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho thính chúng trên Bồ Đề Phật Quốc được thân khỏe tâm an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật hiện thân ở đây như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đây.